Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, hôm mùng 1 tây tháng 2 năm 2021, quân đội Miến Điện đã đảo chính và bắt giam các nhà lãnh đạo được bầu lên cách hợp pháp. Người ta ngờ rằng có bàn tay Tàu Cộng trong vụ đảo chính này. Những gì xảy ra ở Miến Điện có tác động rất lớn đối với bàn cờ chính trị thế giới, đặc biệt là đối với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hàng xóm đang bị cháy nhà thì chúng ta cũng khó có thể ở yên. Giữa lúc vòng mạng của đất nước Miến Điện đang nguy ngập, Đức Hồng Y Sĩ Mòn Bồ, vị Hồng Y đầu tiên của Miến Điện và hiện là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Châu Á, đã viết thư gửi cho người Miến Điện và cộng đồng quốc tế. Trong câu chuyện trong tuần hôm nay, kính mời quý khán thính giả theo dõi thông điệp của Đức Hồng Y Charlie Marble về vấn đề này. Sau đây là một số nội dung chúng tôi trích dịch từ thông điệp của Ngài. 1. Với người dân Miến Điện, tôi kêu gọi các bạn, mỗi người hãy bình tĩnh, đừng bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực. Chúng ta đã đổ đủ máu, đủ rồi, đừng đổ máu nữa trên mảnh đất này. Một số người đã từ chức để phản đối, nhưng tôi xin các bạn đừng bỏ rơi những người đang cần các bạn vào lúc này. 2. Với các tướng lãnh đảo chính, bây giờ quý vị đã đơn phương nắm quyền lực. Điều này đã khiến cả thế giới và người dân Myanmar bị sốc. Các cáo buộc về sự bất thường trong bầu cử có thể được giải quyết bằng đối thoại với sự hiện diện của các quan sát viên trung lập. Một cơ hội tuyệt vời đã bị mất. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án và sẽ còn lên án hành động gây sốc này. Cần phải hiểu sự đau khổ và thất vọng của người dân. Quý vị cần phải chứng tỏ bằng hành động rằng quý vị thương dân và lo cho dân. Một lần nữa, tôi xin quý vị hãy tôn trọng phẩm giá và sự bình an của họ. Thật đáng buồn vì các đại diện dân cử của chúng tôi thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia Dân chủ đang bị bắt. Nhiều nhà báo, nhà hoạt động và nhiều bạn trẻ cũng bị bắt. Tôi mong quý vị hãy tôn trọng quyền của họ và trả tự do sớm nhất cho họ. Họ không phải là tù nhân chiến tranh, họ là tù nhân của một tiến trình dân chủ. Quý vị hứa dân chủ, quý vị hãy bắt đầu bằng việc trả tự do cho họ. Thế giới sẽ hiểu quý vị. 3. Với các nhà lãnh đạo chính quyền dân cử đang bị bắt, các bạn đang bị bắt bớ tù đầy vì cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của các bạn để mang lại nền dân chủ cho quốc gia này. Những sự kiện bất ngờ đã khiến bạn trở thành tù nhân. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn và kêu gọi mọi người liên quan trả tự do sớm nhất cho các bạn. Chị Cho Un San Suu Kyi thân mến, chị đã sống vì người dân của chúng ta, đã hy sinh cuộc đời của chị cho người dân của chúng ta. Chị sẽ luôn là tiếng nói của dân tộc chúng ta. Đây là những ngày đau khổ. Chị đã biết bóng tối và ánh sáng trong đất nước này. Chị không chỉ là người con gái được yêu thích của tướng quân Aung San, người cha của đất nước. Chị còn là người mẹ đối với đất nước này. Chân lý sẽ thắng. Thiên Chúa mới là người phán xử cuối cùng về chân lý. Nhưng Thiên Chúa vẫn đợi. Vào lúc này, tôi xin bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của chị và cầu nguyện để chị có thể lần nữa bước đi giữa đồng bào và vực dậy tinh thần của họ. Thứ năm, với cộng đồng quốc tế, chúng tôi rất biết ơn về sự đồng hành và cảm thông của quý vị lúc này. Các biện pháp trừng phạt
và lên án ít mang lại kết quả. Chúng đóng cửa và cắt đứt đối thoại. Những biện pháp cứng rắn này sẽ là một phúc lành cho to lớn đối với những siêu cường đang để mắt đến tài nguyên của chúng tôi. Chúng tôi xin các bạn đừng buộc những người liên quan đi đến bước đường cùng là bán rẻ chủ quyền của chúng tôi. Thúc đẩy các bên tham gia tiến trình hòa giải là con đường duy nhất. Những gì đã xảy ra thật đau đớn. Nó đã làm tan nát đồng bào chúng tôi. Tôi muốn viết điều này để an ủi họ. Tôi viết trong lời cầu nguyện và hy vọng rằng quốc gia vĩ đại này, mảnh đất vàng của một dân tộc đáng yêu này, sẽ bước vào sân khấu thế giới như một cộng đồng đã được hòa giải, một cộng đồng của hy vọng và hòa bình. Hãy để chúng tôi giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại. Hòa bình là có thể. Hòa bình là con đường duy nhất. Dân chủ là ánh sáng duy nhất cho con đường đó. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.